Xin chào mọi người, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của bóng đá vui nhộn Mr. Zero. 6 điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2019. Ở kỳ SEA Games 30 vừa qua, với sự hiệu quả trong lối chơi, U22 Việt Nam đã đánh bại Indonesia trong trận chung kết một cách hoàn toàn thuyết phục. Dẫn đầu vòng loại World Cup 2022, lập cú đúp huy chương vàng SEA Games là những dấu ấn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Hãy cùng Mr. Zero điểm lại 6 điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2019 nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nào. Tạm biệt. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối tháng 12 năm 2019 và đây là một năm mà dù người yêu thể thao hay không, chỉ cần là người dân Việt Nam sẽ biết đến thành công của bóng đá nước nhà. Tiếp nối thành công của năm 2018, các chàng trai và cô gái áo đỏ đã giành được thêm những chiến tích lịch sử khiến người hâm mộ thêm đắm chìm vào men say chiến thắng. Có thể nói chưa bao giờ giải đất hình chữ S có nhiều cơn bão như hai năm gần đây, bão từ thành thị đến nông thôn mà nguồn cơn chính là từ những trận đấu và chiến thắng quả cảm. Mở đầu là phát súng của đội tuyển Nam quốc gia khi lọt vào tới tứ kết Asian Cup năm 2019. Sau đó, các đội U19 và U23 Nam đều giành vé tham dự vòng chung kết châu Á năm 2020. Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đoạt chức vô địch nữ Đông Nam Á năm 2019. Trong khi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng loại World Cup năm 2022 với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Qua đó, xếp ở vị trí thứ 1 bảng G và còn rất nhiều những thành tích đáng nể khác. Trước khi kết thúc năm cũ và chào đón năm mới, hãy cùng Mr. Zero nhìn lại 6 điểm nhấn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Việt Nam vào tứ kết Asian Cup. Sang UAE, dự giải vô địch châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mang theo hành trang là chức vô địch AFF Cup năm 2018. Tuy nhiên, con đường chinh phục đỉnh cao châu lục không hề bằng phẳng khi đội nằm cùng bảng D với Iran, Iraq và Yemen. Sau khi thua ngược Iraq 2-3, Việt Nam tiếp tục thất bại 0-2 dưới tay ứng viên hàng đầu Iran. Nhưng ở vào thế chân tường, đội đã đánh bại Yemen 2-0 để đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ 3 đạt thành tích tốt nhất ở vòng 1-8 với Jordan. Việt Nam thắng luân lưu 4-2 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Dù dừng bước ở tứ kết khi thua Nhật Bản 0-1 vì quả phạt đền được xác định bởi VAR, Quang Hải, Công Phượng và các đồng đội vẫn có thể ngẩng cao đầu. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Việt Nam vào đến tứ kết sân chơi cao nhất châu lục, lần trước diễn ra vào năm 2007 khi thầy trò Alfred Riddle đá vòng bảng trên sân nhà và giải chưa có vòng 1-8. Thành công lần này đồng thời đặt nền móng cho những hành trình ấn tượng tiếp theo trong năm 2019. Việt Nam đã chứng minh được rằng họ thuộc về đấu trường lớn nhất châu Á, Fox Sports Asia bình luận. Hà Nội tiến sâu ở AFC Cup. Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vương bất chấp sự vươn lên của thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng thủ đô cũng thỏa nguyện đoạt cúp quốc gia, danh hiệu quốc đội duy nhất họ còn thiếu tính đến trước mùa năm 2019 dù từng 5 lần vào chung kết. Mục tiêu lớn nhất mà Hà Nội đặt ra là AFC Cup sau khi thua trận tranh vé vớt giữa vòng bảng AFC Champions League trước Sơn Đông, Lỗ Năng, Trung Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sớm thể hiện khát khao và chất lượng đội hình bằng việc đoạt đỉnh bảng với 13 điểm sau 6 trận. Sau khi đánh bại Zerex Negros Philippines, rồi Bình Dương ở các vòng đấu loại trực tiếp khu vực Đông Nam Á, đội chủ sân hàng đẩy Hanos Atin Ashi, Turkmenistan để gặp April 25 Triều Tiên trong trận chung kết liên khu vực. Tuy nhiên, việc bị cầm hòa 2-2 ở những phút cuối lượt đi trên sân nhà khiến Hà Nội trả giá. Ở lượt về trên đất Triều Tiên, khi trận đấu không được truyền phát trực tiếp, thầy trò Chu Đình Nghiêm bị cầm hòa 0-0 và dừng bước bởi lượt bàn thắng sân khách, lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết lịch sử AFC Cup. Việt Nam dẫn đầu bảng G ở vòng loại World Cup năm 2022. Khó khăn được dự báo cho Việt Nam ở giai đoạn hai vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á vì chạm mặt ba láng giềng đáng gờm là Thái Lan, Indonesia và Malaysia cùng một đội bóng hùng mạnh UAE. Nhưng một lần nữa, thầy trò Park Hang-seo khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Qua 5 trận, Việt Nam đang bất bại với 3 thắng và 2 hòa, chễm chệ trên đỉnh bảng. Trong hành trình đó, đội tiếp tục chứng tỏ được vị thế quyền lực số 1 Đông Nam Á khi đánh bại Malaysia, Indonesia, xen giữa 2 trận hòa Thái Lan. Không những thế, Tiến Linh và các đồng đội còn gây sốc khi hạ ứng cử viên Nhật Bản UAE 1-0, gián tiếp khiến huấn luyện viên lừng danh thế giới Best Van Marwijk bị sa thải. Cục diện hiện tại đặt thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào thế thuận lợi để đưa chân xuất đi tiếp vào giai đoạn cuối cùng. Đều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
cơ hội làm nên kỳ tích đang chờ đợi Việt Nam với 3 trận đấu phía trước, làm khách trên sân Malaysia ngày 31 tháng 3, tiếp Indonesia ở Mỹ Đình ngày 4 tháng 6 và làm khách ở UAE ngày 9 tháng 6. Huấn luyện viên Park Hang-seo gia hạn hợp đồng. Trong hơn 2 năm làm việc, từ tháng 10 năm 2017, thầy Park giúp bóng đá Việt Nam liên tiếp lập kỳ tích ở các giải U23 châu Á, Asian Games, AFF Cup, Asian Cup, đồng thời chơi ngang hàng trước các đối thủ mạnh nhất châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Iraq. Nhưng hợp đồng cũ giữa ông với VFF chỉ có hiệu lực đến tháng 1 năm 2020. Vì thế, việc giữ chân huấn luyện viên sinh năm 1959 trở thành mối bận tâm lớn. Trải qua nhiều vòng đàm phán, chiều ngày 5 tháng 11, đôi bên mới công bố việc ký hợp đồng mới có hiệu lực 2 năm kèm điều khoản tự động gia hạn 1 năm. Lương của thầy Park được tăng hơn gấp đôi so với mức lương cũ, từ 20.000 USD lên khoảng 50.000 USD mỗi tháng. Đổi lại, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ nắm đồng thời 3 đội tuyển, gồm đội tuyển quốc gia, đội U22 và đội Olympic, cùng chỉ tiêu và chung kết mọi giải đấu Đông Nam Á như SEA Games, AFF Cup. Nhiều cầu thủ xuất ngoại. Trong 4 cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu năm nay, duy nhất Đặng Văn Lâm được vào sân thường xuyên. Thủ môn Việt Kiều gia nhập Muangthong United sau khi câu lạc bộ Thái Lan đồng ý mua đất 1 năm hợp đồng với Hải Phòng. Tại Thái League năm 2019, Văn Lâm bắt chính cả 30 trận, giữ sạch lưới 7 trận và chịu thua 42 bàn. Anh lọt vào đội hình tiêu biểu tại giải, còn Muangthong United kết thúc ở vị trí thứ 5. Tiền vệ Lương Xuân Trường đầu quân cho Buriram United theo dạng cho mượn 1 năm, nhưng anh chỉ trụ lại nửa mùa trước khi bị thôi hợp đồng. Đến giữa năm, Nguyễn Công Phượng cũng trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng với câu lạc bộ Mỹ Citroen. Tuy nhiên, con đường du học của anh vẫn lận đận, thậm chí chỉ được thi đấu 1 trận ở giải vô địch Mỹ. Gần đây, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng với Citroen để đưa tiền đạo gốc Nghệ An trở về V-League năm 2020. Hợp đồng xuất ngoại đáng giá nhất thuộc về Đoàn Văn Hậu khi cập bến Heerenveen SC với phí mượn là 1,4 triệu USD trong 1 năm. Hậu vệ 20 tuổi vừa đá trận đầu tiên cho câu lạc bộ Hà Lan, dù chỉ trong khoảng 4 phút cuối, Văn Hậu sẽ không trở về dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 và đây là cơ hội để anh cạnh tranh vị trí đá chính thức tại Heerenveen. Việt Nam lập cú đúc huy chương vàng bóng đá SEA Games. Huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra kỳ tích khi giúp đội Việt Nam đoạt được huy chương vàng bóng đá nam SEA Games. Cú đúp của Văn Hậu và bàn thắng từ Đỗ Hùng Dũng giúp Việt Nam hạ Indonesia 3-0 ở trận chung kết trên sân Riza Memorial Philippines. Việt Nam tiếp tục rơi vào bảng đấu thách thức khi có đến 6 đội cùng những đối trọng như Thái Lan hay Indonesia. Tuy nhiên, Quang Hải, Hùng Dũng và các đồng đội luôn ở thế thượng phong vào bán kết với tư cách đội duy nhất bất bại và đứng đầu bảng B. Trận duy nhất Việt Nam không thắng là lượt cuối cùng hòa Thái Lan 2-2. Đến bán kết, các học trò của ông Park giải mã hiện tượng Campuchia với thắng lợi 4-0 nhờ Tiến Linh và hat-trick của Hà Đức Chinh. Lần thứ 6 và chung kết SEA Games, Việt Nam tái ngộ Indonesia, khác với chiến thắng chật vật 2-1 ở vòng bảng. Chúng ta thắng với cách biệt 3 bàn để lần đầu đăng quang từ khi trở lại hội nhập với đại hội từ năm 1991. Đội ghi 24 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần, những thành tích tốt nhất giải. Kỳ SEA Games thành công của bóng đá Việt Nam được tô điểm thêm bằng tấm huy chương vàng bóng đá nữ của thầy trò Mai Đức Chung. Chiến thắng 1-0 trong trận chung kết Thái Lan giúp Việt Nam lần thứ 6 đăng quang, đồng thời trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử đại hội. Các bạn vừa cùng Mr. Zero xem lại 6 điểm nhấn ở bóng đá Việt Nam năm 2019. Theo bạn, điểm nhấn nào để lại ấn tượng nhất? Kết thúc năm 2019 với nhiều thành công, bóng đá Việt Nam sẽ bước sang một trang mới cùng nhiều giải đấu trong năm 2020. Mở đầu sẽ là hành trình chinh phục vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam vào tháng 1 năm 2020. Hãy cùng dự đoán những thành tích tiếp theo của các chiến binh rồng vàng trong năm 2020 bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!